Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với video ngày hôm nay, mình lại tiếp tục như mọi khi thôi, đi giao lưu với team. Hôm nay thì anh em chọn những cái điểm đến nó khá là linh ta linh tinh. Người thì ý này, người thì ý kia. Thôi, nhấn bừa xuống đây thôi. Trở về với cái nơi thân quen, chính là cái khu vực thung lũng này. Mình thì vẫn như mọi khi sẽ điểm đến đầu tiên là một là mấy cái túp lều tranh này, hai là cái nhà kho bên kia. Đồng đội thì kệ đi, lát nữa kiểu gì chả gặp lại mà. Đã UMP rồi, tuyệt vời rồi, giáp một. Xem bên cái lều tranh này có cái gì không nào. Đó, không nhiều nhưng mà cũng không nên nói tệ, đủ súng để bắn nhau. À, dưới căn nhà gỗ thì có người, nhưng mà cứ từ từ lút nốt đồ đã rồi tính. Bây giờ thì mình sẽ ra mình hỏi thăm luôn, ngay trên cái căn nhà gỗ này thôi. Đây rồi. Một bé. Chết luôn. Còn thanh niên đâu rồi? Khánh Duy là ai mà giết người ghê vậy ta? Không phải là trong team của mình. Team ở đâu ấy? Bên dưới căn nhà. Đã thấy. Thấy thì chơi luôn. Rình mò này. Lên cứu đồng đội đã. À, đồng đội của mình được cứu rồi. Vậy thì mình sẽ xuống mình loot đồ thôi. Ý. Rình mò ai đấy chàng trai, tưởng mình ra lút đồ, thế là thanh niên này lại rình mò mình. Mình sẽ thông bạn ấy bằng cái nỏ này. Đó, sướng nhá. Rồi, chết rồi. Có luôn khẩu cá mập. Công nhận là nếu mà bắn vào đầu ấy thì cái nỏ bắn cũng ngon ra phết đấy chứ nhở. Mỗi tội là để mà có thể bắn được vào đầu thì cả một vấn đề, trừ khi địch phải đứng im thôi, chứ còn địch mà di chuyển liên tục ấy thì có mà bố nỏ không bắn được. Bay đầu nha cưng, đảo đảo thì cũng chết mà thôi. Có luôn MP40 này. Giờ mà bảo là kể ra cái khẩu súng phế nhất trong cái trò Free Fire này thì chắc là không anh em nào không bảo là cây nỏ phải không? À quên quên, nỏ có phải gọi là súng đâu. Nói chung là vũ khí đi, gọi là vũ khí thì là hợp lý. Đến cái khẩu M500 hoặc là khẩu lục nó còn ngon hơn cơ. Nỏ ấy, nếu mà tính ra thì chỉ hành mấy thanh niên tầm danh vàng, danh bạc thôi. Các bạn ấy đứng im cho bắn thì còn trúng được. Chứ còn lên tầm bạch kim với kim cương rồi ấy, thì bắn nỏ để mà trúng được người thì cũng khá là khó khăn. Vậy nên là chẳng có thanh niên nào dùng nỏ bao giờ. Trừ khi là không có súng thì dùng nỏ thôi. Không biết là ở trên này còn đồ gì hay không. Được một trái bom keo. Ngon, đúng thứ mình đang cần. Nấm này, mà thôi, chả ăn làm gì cho phí thời gian. Có luôn khẩu súng điện luôn. Khẩu súng điện thì có thể nói là một khẩu súng kỳ lạ nhất trong cái game Free Fire này. Bắn vào người địch thì trừ máu, bắn vào người mình thì lại hồi máu. Đúng dị luôn. Ngoài đời thì mình cũng chưa hề gặp cái khẩu súng điện nào mà bắn vào người mà lại hồi máu cả.
tiếp tục đi lút đồ thôi. Ở đây hình như đã có giao tranh, có xác và có luôn cả một con xe hỏng này. Đây rồi, ba lô 2. Vẫn còn đủ anh em ạ. Chỗ này thì vẫn chưa bị loot. Vẫn còn nhiều đồ. Có một thanh niên. Một thanh niên vừa chạy ra khỏi căn nhà. Ok. Bé đầu tiên. Ăn cái tăng giáp đã. Ơ, đồng đội của mình sao lại bị gục thế kia? Chắc chắn là thanh niên trên gốc cây rồi. Công mình đi anh em ơi. Tuyệt vời. Nhiều khi đồng đội cũng phải tỏa sáng một chút chứ. Lên xem bạn ấy có đồ gì không nào. Ska này. Rồi. Giờ thì mới gọi là tạm đủ đồ. Chưa hề có một cái đồ ba nào trên người. Bơm máu đi bạn ơi. Đó. Đòi cái gì? Bo một đang thu vào anh em ạ. Khẩu súng điện này cũng khá là lợi. Nhiều khi đồng đội đang ở xa mình thì hoàn toàn có thể bơm máu từ xa luôn, cứu đồng đội luôn, chứ không phải chạy lại vứt máu ra như ngày xưa nữa rồi. Nhưng mà cái khẩu súng này thì chỉ lợi khi đi team thôi, còn đi một mình thì gần như là vứt xó. Quá ngon. Đã lên giáp chống nổ rồi. Hướng này có ai chạy bo không nào? Đây rồi. Đi đâu mà vội mà vàng thế hả bạn? Vội bạn đâu? Bạn ấy ở ngay đây thì chắc là đồng đội cũng gần đây mà thôi. Để mình xem là đồng đội đâu nhá. Hình như là thanh niên này đi lẻ hay sao ấy. Phóng lựu này. Tuyệt vời. Vẫn còn nguyên đạn. Bom keo. Trông vậy chứ thanh niên này cũng nhiều đồ ngon ghê. Sao đồng đội của mình lại bị gục thế kia? Có bắn nhau chăng? Để mình lên trợ giúp luôn. Thanh niên bắn từ phía trên. Ô kìa, sao số 3 ở gần đấy mà lại không cứu ta? Anh em bình tĩnh nhá. Để mình đi vòng sau. Mấy thanh niên trên ngôi nhà đá hay sao ấy. Đã xuống một thanh niên được kìa. Rất là đông. Một team hình như là 4 người.
Đồng đội của mình chỉ còn mỗi một bạn số 3 sống thôi. Bé đầu tiên đã gục. Cứu đi. Cứu đi. Cứu hộ mình cái. Này thì ra mà cứu này. Ok. Ba thanh niên đã bị giết. Mình đã gọi là tạm báo thù được cho đồng đội rồi. Chỉ còn mỗi một thanh niên trong căn nhà nữa thôi. Hiện tại mình đang không hề có súng cận chiến, nên là mình cũng không dám công lên anh em ạ. Đồng đội đâu rồi? Lâu thế. Đây rồi, đây rồi. Thấy rồi. Ui, tem khác anh em ơi. Tem khác, tem khác. Không phải là cái tem ba người kia. Team khác. Ui, bị điếu rồi. Ok, clear. Cố gắng xem là có cứu được không. Xong rồi, xong rồi. Không thể cứu được thanh niên kia rồi. Bó tay rồi. Mình phải quay lại để tìm máu. Máu đâu? Giờ này thứ duy nhất cứu được mình chỉ có máu thôi. Rồi, chạy bo. Nhanh không là mình cũng ngỏ một củ tỏi vì bo đây. Ôi, bo cắt đau thế. Lơ mơ là mình lại bị chết bởi bo chứ đùa. Mình sẽ cố gắng cứ bơm 3 bình lại chạy một đoạn. Bơm 3 bình lại chạy một đoạn. Đầu thật đấy. Sống rồi anh em ạ. Sống rồi. Đã vào tới bo an toàn. Đời mình vẫn còn may lắm. Hiện tại trên bản đồ chúng ta còn 13 người. Mà sao đông vậy ta? Cái bo thứ 3 rồi mà vẫn còn 12 người. Kệ thôi. Cố gắng thôi. Đồng đội ngõm hết rồi. Giờ chỉ cố được đến đâu thì cố lên đấy thôi. Tiếp tục có bắn nhau. Mình lại phải tiếp tục chạy bo rồi. Hy vọng là không bị thanh niên nào đứng từ trong bo cam ra. Ok. La liếm thêm được một kill. Thanh niên kia chắc chắn là chết rồi. Chẳng ai có thể cứu được bạn ấy khi mà bạn ấy đang gục ở ngoài bo. Đầu thế. Vừa máu cái đã. Hiện tại trên bản đồ chúng ta chỉ còn 6 người mà thôi. Năm người. Đừng có nói là một mình solo với bốn người nhá. Bốn thanh niên kia mang chảo ra đập mình cũng chết chứ đừng có nói là bắn súng đâu.
Hy vọng là bốn người còn lại sẽ là hai team. Cái map này lại không hề ở trong bo. Việc của mình là chờ đợi thôi. Không có quả bom kêu nào mới đau. Có mỗi một quả lựu đạn thôi. Hơi xui. Mình vẫn chưa hề nghe tiếng bắn nhau. Có khi nào là một team thật không ta? À, có người đã chết. May thế. Giờ chỉ còn ba người. Vẫn tiếp tục là tiếng bắn nhau. Tuyệt vời. Ăn được một bé. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ còn hai người nữa thôi. Dễ hơn cho mình rất nhiều rồi. À, thấy rồi. Nấp này. Một bé. Ôi, bắn ghê thế. Mình đã chạy vào cái mép kia rồi mà bạn ấy vẫn bắn chết được sao? Hơi đen anh em ạ. Một chút nữa thôi là mình được nhân giống rồi. Nhưng mà không sao, top 2 cũng được anh em ạ. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình nha. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Bye bye.